xong cái sườn của ba con cá này rồi thì nó sẽ có ba cái bụng màu xanh, nhưng mà mình sẽ làm màu xanh nhạt. Mình sẽ vẽ ba cái bụng ấy đầu tiên. Còn lại thì mình sẽ tô ba con cá voi này, ba con cá voi này với màu xanh đậm. Mình sẽ tô lần lượt từng con cá voi một, đây có ba con cá voi. Đã xong con cá voi đầu tiên, chúng ta tiếp tục đến cái con cá voi thứ hai nhé. Cá voi cuối cùng. Vậy là mình đã hướng dẫn cho mọi người tô xong hình ảnh của ba cá voi nhé. Cảm ơn tất cả mọi người.